Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình quay cho anh em 10 chiếc Nokia N8 cuối cùng của bên mình nhé. Hàng nguyên zin nguyên bản, con này là nguyên thùng N8 ngày xưa này, thùng này cũng là thùng zin ngày xưa nhé. Tất cả các mã email của thùng của những cái con máy ở trong thùng nó sẽ có hết ở đây. Đấy. Thùng này lâu lắm rồi, những cái tem, những cái số này nó đã bị mờ, bị rách rồi này. RM596 này. Nhà bên trong thùng thì máy vẫn còn nguyên hộp, tất cả còn mới đét nha anh em nhé. Đây, bên trong thì có 2, 4, 6, 8, 10. Đấy, cả cả mình bây giờ mình chỉ còn 10 chiếc N8 này thôi. Rất là ít và rất là hiếm rồi. Anh em nào mua sưu tầm thì liên hệ mình. Cam kết với anh em là này là hàng nguyên zin và nguyên bản 100% chưa qua sử dụng nha anh em nhé. Được check bất kỳ thợ nào cũng được. Không zin không chuẩn, mình cam kết tặng 50 triệu đến 100 triệu một máy nha anh em nhé. Là anh em đủ biết là hàng này là nó chuẩn như thế nào rồi. Đấy. Hộp bên trong vẫn còn mới đét này, không có rách hay là cấn móp gì cả nhá. Logo Nokia N8 phản quang rất là đẹp nhá. Đấy. Ngày trước thì mình có cả màu bạc nữa, nhưng mà bây giờ màu bạc cũng đã bán hết rồi. Mà đã bán hết thì là không còn hàng, cũng không về hàng ở đâu. Tại vì hàng zin thì nó rất là hiếm rồi. Nên anh em nào muốn mua con những cái con N8 nguyên hộp như này thì liên hệ sớm với mình thì còn hàng nhá. Đảm bảo với anh em ở Việt Nam chắc là cũng không có người thứ hai có chục con như này đâu. Mình ngày xưa mình có nhiều hơn thế nữa cơ, nhưng mà mình bán cho khách sưu tầm người ta mua gần hết rồi. Đấy. Nguyên hộp này bên ngoài là hộp nó in phản quang mặt trước của máy N8 này. Bên trong còn một cái nắp nữa là in phản quang mặt sau này, rất là đẹp này. Nokia N-Series này. Đấy. Rất là đẹp này. Đây, bên trong hộp này. Máy đây. Máy nguyên siêu tất cả, chưa qua sử dụng mới đét tất cả nhá anh em nhá. Hàng nguyên zin rất là đẹp. Các cái góc cạnh này, đường cắt CNC rất là sắc nét này. Đấy. Email con này là 7878178, email rất là đẹp nhá. À, con này email rất là đẹp. Cái hơi tay của mình thôi. Bên trong cổng HDMI này. Email là 7878178 nhá. Và cái email này nó phải trùng với cái email sao thăng 06 thăng. Và bên trong này nó có một cái, trong cái nắp trong này này, nó có một cái mã email nữa cơ. Trong này nó có một cái quỳ tím và một cái mã email, nó cũng phải trùng với cái email này. 7878178 và nó có một cái mã code. Đấy. Và ngoài hộp đương nhiên là email nó phải trùng trùng ấy rồi, trùng cái hộp rồi. Đây, email 7878178 nha anh em nhá. Nokia này, ngày sản xuất là ngày 4 tháng 5 năm 2011 nha anh em nhé. 7878178 nhé. Cam kết trách thợ thoải mái, không zin không chuẩn, tặng 50 đến 100 triệu một máy là anh em biết là máy nó phải chuẩn như thế nào rồi. Đấy, anh em yên tâm mua. Đây, bên trong hộp có các cái phụ kiện này. Đây là máy mình để riêng rồi nhá. Con này ngày xưa con này giá nó bán ra thị trường nó rơi vào khoảng 11 đến 12 triệu. Hàng zin rất là đẹp, cầm rất là nặng và đầm tay nhé, không phải như những cái hàng dựng vỏ lô rẻ tiền thì nó ọp ẹp rồi nó dùng nó chỉ được một thời gian thôi. Nhưng mà riêng hàng zin này anh em yên tâm là sưu tầm hay là dùng làm máy phụ rất là ok nhé. Đây, phụ kiện này, con này nó có một cái tai nghe zin rất là chất này. Tai nghe zin thì nó có ba cái nút tăng giảm âm lượng này, tua nách nhạc này. Đây, tăng giảm âm lượng thì ở đây. Đấy, cộng trừ này, nút này nút nghe từ chối cuộc gọi này, cái này là cái kẹp này, tai nghe rất là xịn, mic này, tai nghe nhét trong. Đấy, mình để xuống. Đây, cái này là cái nút cao su cỡ tai này. Đấy, tiếp theo nữa là cái củ sạc zin này, thị trường này là củ cáp rời nha anh em nhé. Đấy, củ sạc Nokia này, các cái thông số của củ sạc này bên trên này. Đấy, từng cái đường nét của củ sạc là anh em nhìn là biết rồi, rất là chuẩn chỉ này. Ốc củ sạc cũng zin đét tất cả chưa bung này. Đấy, rất là chuẩn nha anh em nhé. Đây, cáp sạc, cáp này là cáp kết nối máy với máy tính dữ liệu, kiêm là cáp sạc luôn. Con này cũng có hỗ trợ một cổng sạc chân kim nha anh em nhé. Anh em nào thích sạc chân kim thì có thể kiếm cái sạc chân kim sạc cũng được. Đấy, cáp sạc qua thời gian này nó có một độ bóng nhất định này. Máy zin nó phải như thế này. Bên dưới này còn có hai cái cổng cáp nữa. Đây.
Một cái là cổng HDMI nha anh em nhé. Đây cổng là cổng HDMI là cái cáp này, cái nối máy chiếu. Ngày xưa con này trình chiếu máy tính này, cổng HDMI này. Cổng này là cổng kết nối các thiết bị ngoại vi nhá. Cái này rất là hay này, cái cáp này cực kỳ hay này. Kết nối cái này là kết nối được USB này. Con này là bộ nhớ trong là 16 GB chẳng hạn thì cắm cái USB vào đây là một cái bộ nhớ ngoài luôn, cắm kết nối với máy, cái này là bộ nhớ ngoài này, hoặc là kết nối chuột máy tính này, kết nối bàn phím máy tính này. Làm gõ bàn phím máy tính ở trên máy này cũng được. Rất là hay nhá. Cái cáp này cũng rất là quan trọng này. Đấy. Tiếp theo nữa, cái này là cái bút. Cái này là cái bút thuyết trình, hoặc là truyền dữ bút thuyết trình hoặc là bút cảm ứng. Này có cả cái dây đeo nhá. Logo Nokia này. Tiếp nữa là cái này là cái miếng vải, đây mình mở ra cho anh em xem nhá. Cái này là miếng vải dùng để ấy, để lau máy hoặc là kê máy đây. Rất là cao cấp này. Logo Nokia N-Series này. Miếng vải. Đấy, chỉ có máy zin ngày xưa nó mới có những cái nhiều cái phụ kiện như này thôi. Đấy. Bên dưới là sổ sách thì thôi mình không cầm lên nữa. Máy ở đây. Mình bật nguồn cho anh em xem. Nét đẹp căng nha anh em nhé. Cái này là nó đang bám vân tay của mình thôi. Đây, bật nguồn lên máy zin thì nó anh em nhìn để ý cái nút home này. Nút home của những cái con máy zin này nó cái đường chỉ này nó rất là sắc nét nhá, đường chỉ sáng này nó sắc nét cực kỳ sắc nét nhá. Đấy, logo Nokia. Con này là đang là nguyên bản phần mềm nguyên gốc xuất xưởng nhá, chưa chạy tiếng Việt hay là chưa làm gì cả. Nói chung là tất cả là đang nguyên gốc. Đây mình thử một bài nhạc chuông cho anh em nghe thử chuông của con này. Chuông con này rất là lớn nha anh em nhé. Con này nó có, ngày xưa nó là camera phone của Nokia, nó một dòng chụp ảnh có đèn flash xenon nha anh em nhé. Con này camera 12 chấm đèn flash. Con này có tính năng ấy, khi anh em bật cái đèn flash lên để chụp các cái chuyển động, kể cả chuyển động cánh quạt hay chuyển động xe cộ đi lại, kể cả chuyển động nó nhanh đến mấy mà anh em bật cái đèn flash xenon này này, nó sẽ đứng im chuyển động nhé, tạm dừng chuyển động, là nghĩa là kể cả cánh quạt nó có quay đi quay nhanh đến mấy đi chăng nữa mà anh em bật cái đèn flash này chụp ảnh mà phải bật kiêm là bật phải bật cái đèn flash này nhá thì cái cánh quạt nó sẽ đứng yên luôn. Đấy, con này có tính năng ấy rất là hay. Cảm ứng điện rung cũng rất là mượt. Đấy, tất cả thông tin là nguyên gốc ngày xưa. Email của máy này 7878178 trùng với cái email lúc đầu chưa, trùng với cái email sau máy này, email sau máy này, email ở trên nắp HDMI này, email ở trong máy, ở email ở hộp này, email ở thùng này, bên trong này nó còn bên trong cái nắp trên này nó còn một cái email và mã code nữa cơ, nó cũng phải trùng với cái email đấy, máy zin nó phải như vậy đấy. Mà đã zin đét 100% thì đây tất cả những cái seal này nhá, những cái siêu này nó đều phải đẹp như này mà nó không có không khí ở trong này, nó không có cái bọt khí tròn tròn ở trong này. Nếu mà anh em mà đã lột cái này lên dán lại thì nó sẽ có bọt khí nhá. Nhưng mình cam kết với anh em là máy zin cam kết cứng như vậy là vì sao, vì mình tự tin về máy này nó rất là chuẩn. Nếu mà đã lột cái này lên một lần mà dán lại là nó sẽ có bọt khí ở đây, không bao giờ nó trở lại được nét như này. Đấy, cái tem xanh là cái tem Trung ương Trung Quốc, cái tem này là nó là tem chính hãng của thị trường đấy,
Cái Nokia ngày xưa nó thì nó sản xuất cho nó bán tại thị trường Trung Quốc này, thị trường Việt Nam này, thị trường Mỹ chẳng hạn này, thì mỗi thị trường là nó sẽ có một cái đặc thù khác nhau. Ví dụ như Việt Nam này, đây là một cái tem của ông FPT chẳng hạn. Đấy. Thì con này đây, cái tem này là cái tem chính hãng của thị trường này. Dùng không khác gì hàng FPT cả, nó là một thôi, nó đều là của Nokia Zin sản xuất thôi, chứ không phải như những cái hàng dựng nó đóng lại vỏ lô thì nó dại nha anh em nhé. Những hàng dựng thì thường thường ấy, những cái hàng dựng rẻ tiền nhá, thì nó sẽ bị mất cái ốc ở trên này này, không có cái ốc ở trên này, không có cái ốc đen này. Thứ hai là không có cái nắp imay. Thứ ba là các cái cổng kết nối này, vỏ dựng lên thì nó mới đét này, nhưng mà các cái cổng kết nối ở các cái cổng này này thì nó bụi bặm nhá. Còn riêng hàng của mình nhá, đã mới là phải mới đét 100%, bên trong là nó cũng phải là mới đét và nó không có bụi bặm nhá anh em nhá. Đấy. Máy dựng thì cái chữ thông số ống kính này nó rất là mờ nhạt và rất là lem này. Đấy. Và cái chữ Nokia N series, N series đấy, thì cái chữ Nokia N series này này thì nó sẽ không được khắc nổi mà nó sẽ khắc laser chìm. Đấy là với hàng vỏ lô bình thường, còn với hàng vỏ lô cao cấp thì nó vẫn nổi. Nhưng mà cái chữ N series này, chữ N series này thì nó làm rất là béo, đấy, nó làm cái nét nó rất là to và rất là gọi mình gọi là nét nó béo đấy. Và nó hay bị lẹm nét, nó không được sắc nét như những hàng zin như này. Đây hàng zin thì nó phải như này. Đấy, anh em quan sát thấy chưa? Hàng zin nó có những cái khứa chéo 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 này, nó ra ngoài sáng nó có ánh 7 màu và nó rất là sắc nét này, chữ N series rất là sắc nét luôn. Đấy. Cam kết với anh em là hàng nguyên zin 100% nhé. Mình chỉ còn 10 chiếc nguyên hộp như này thôi. Anh em nào mua thì liên hệ mình, thì liên hệ sớm với con hàng, tại vì mình đã bán hết những cái này thì sẽ không về hàng nữa đâu, tại vì là hết hàng rồi. Những cái hàng zin nguyên hộp như này kiếm rất là khó. Đấy. Một mình nói trước là cái màu trắng bạc mình đã bán hết rồi nhá và không còn rồi nhá. Bây giờ hiện tại chỉ còn màu màu đen dark gray này, cũng rất là đẹp. Anh em nào mua thì liên hệ sớm thì còn hàng. Đây là thùng N8. Đây, mình còn sâu luôn thùng X6 cho anh em xem này. Nokia X6 này. Thùng này thì mình còn vài chiếc thôi, mình đã chạy đã mở ra unlock code rồi, mở khóa mạng rồi. Đây. X6 này, con này là thị trường Hàn Quốc này. Đấy, nó tầm nó phải như vậy. Đây, bên trong nó còn những cái túi ngày xưa nó còn vỡ ra này. Đây là cái số series của cái túi này này. Đây. Cho anh em xem này. 0068 này, 420068 này. Cái này là cái túi đựng của cái này, nó làm theo dạng dễ phân hủy. Qua thời gian thì nó bị bục ra, hàng zin nó phải như vậy chứ còn nó ông nào mà bảo đóng lại là không có những hàng này bây giờ nó không nó dựng còn khó lên trời ấy. Nó dựng nó thường nó sẽ dựng những cái con iPhone hoặc là những cái máy cỏ nó thay vỏ nó dựng dại, chứ còn những cái loại này bây giờ không ai dựng được đâu. Đây, 420068 này. Con này mình không cam kết tặng 50 đến 100 triệu một máy nhá, được check bất kỳ thợ nào cũng được. Tại vì gọi là mình gọi là gì nhỉ, vàng thật thì không sợ lửa. Thì những con này đã là zin chuẩn thì không có ngại bất kỳ một cái gì hết. Đấy, cũng có sạc tai nghe này, con này thị trường Hàn Quốc cái sạc nó là sạc liền dây này. Đấy, mỗi thị trường nó có một cái sạc khác nhau. Đấy. Đặc điểm con này còn hơn bọn kia cái là nó có hai cục pin bên trong nhé, hai cục pin zin bên trong nhé, rất là hiếm. Pin zin bên trong thì những cái cục pin mới 100% như này thì bây giờ anh em tìm ở trên thị trường hầu như là không có nhá, thì không ai bán cả, loại này cũng không sản xuất nữa mà bán nữa. Hàng zin chỉ có zin cũ xấu thôi, còn đã zin mới đét mà chưa sử dụng như này chỉ có hàng nguyên hộp mới có nhá. Con này nó quý ở hai cục pin nữa này, cả anh em có bỏ 300 400 nghìn ra đi mua ở bên ngoài cũng chưa chắc có ai bán cho anh em cái loại này đâu, tại vì có người có thì người ta là nó trong hộp hết rồi. Con này nó nguyên hộp hết rồi, không ai bán rời cục pin làm gì cả. Đấy. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip.